thèm chưa đúng không? Đó, coi vậy thôi chứ. Chua lè chua lét bà ơi. Hay, dâu tây. Ngon nha, nó hơi chua nhưng mà ngon. Ê, nó chua thiệt luôn á. Bởi ta nói nhiều khi đẹp chứ chắc đã ngon nhỉ. Không, nhưng mà nó ngon, có điều hơi chua thôi. Kiểu bà nào mà khoái chua như em thì thấy ngon, còn không khoái chua thì thấy không ngon. Chua uy tín luôn, không có trái ngọt luôn á. Chiều giờ mang 5 trái rồi, không có trái nào ngọt luôn á. Em đang tính mua về để ăn với granola nè. Mà ăn 5 trái, mới ăn thêm 2 trái là 7 trái, không có trái nào ngọt luôn bà. Mà nó giòn, nó thơm thôi, nó không ngọt. Mày quá, đọc được cái bình luận của bà. Ấy là bữa giờ mua nhân nguyên á hả? Hao quá hả bà? Biết sao không? Đâu phải tắt đâu, cứ thế nó ăn luôn. Thành ra nó hao. Còn không thì bà ăn mà ăn nước giỏ nè. Hả? Ăn má nào cũng ngon hết trơn á bà. Đó, em thấy hao là nó hao à. Có bà ăn nhân nguyên cũng hao, mà ăn nước vỏ cũng hao. Ai quả này đỏ này, đỏ au hết luôn này, không biết có miếng ngọt nào không. Cái vị chua nó trung thủy luôn. Vị chua đúng là vị chua trung thủy. Chấm muối thôi, chỉ có thể là chấm muối thôi bè ạ. Vậy nha, em mời chế một mâm dâu tây chấm muối chua lè chua lét.